Google ơi, cho mình hỏi cái có cách nào mà làm đám không bị lỗ? Có hai cái lỗ. Google ơi, có cách nào á chỉ tôi làm đám không bị lỗ? Có hang lộn lỗ hang gì? Trời ơi trời, tôi hỏi Google nè. Google ơi, có cách nào mà tôi muốn làm cái đám mà không có bị lỗ? Lỗ thủng ở ken gì trời ơi, lỗ thủng gì trời, cái bài Google bữa nay bán sao á? Đây nè Google ơi, là tôi muốn hỏi á, là tôi muốn làm cái đám á mà không có bị lỗ á, lỗ hang ở chùa gì trời ơi trời, cái bài Google này. Google ơi, tôi hỏi như vậy đây nè, ý của tôi là làm đám là không có bị lỗ á. Đám tang, trời ơi trời, tang gì tang trời, bữa nay bà Google có bị cái gì vậy trời? Google ơi, tôi muốn hỏi là tôi làm đám á là đừng có bị lỗ đó ha, cũng như là mình làm mà không bị lỗ đó, biết không Google ơi? Biết gì lỗ 50 mét gì trời ơi trời. Tôi hỏi một cái lần nữa nghe, cái bà Google này bữa nay bà làm sao vậy? À tôi hỏi nè Google ơi, có cách nào làm cho cái đám mà làm không có bị lỗ á, ha cái lỗ á, chứ không phải tôi hỏi cái hang làm cái gì vậy? Chùa hang, trời ơi là trời, tôi hỏi chùa hang làm chi trời ơi? Tôi không có hỏi cái hang mà tôi hỏi làm cách nào đừng có lỗ. Làm tre bán gỗ, bán gỗ gì trời, đứa hỏi không có